Đà Lạt Milk hoàn toàn từ sữa tươi. Ơi ông. Trời. Mời để lại bảng màu. Đội nào có đáp án trước thì đập tay, giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai đội kia tự động thắng. Ủa mình thắng rồi mà tại sao mình chơi? Chơi phụ thôi. Đội thắng thì em cho, đội thua thì mua nước cho anh em uống. Ok. Trả lời thua tự động đội kia thắng nha. Màu đỏ thấy không? Thấy. Màu xanh dương thấy không? Thấy. Hai màu này trộn lại ra màu gì? Màu tím. Màu cam. Màu tím. Màu tím. Màu cam. Đây tím, đây cam. Theo Trương Thế Vinh là người chuyên vẽ tranh thì nó sẽ ra màu tím. Màu tím. Trời. Theo Lâm Vĩ Dạ là trời hay ơi. Màu cam. Nói mà ra màu cam một cái cho tôi cười em 3 ngày. Màu cam là màu đỏ màu vàng phải không? Theo Lâm Vĩ Dạ thì nó ra màu gì? Màu cam. Màu cam, một người không bao giờ vẽ. Nếu như mà bên đây màu cam thì bên đây khẳng định mù màu. Màu đỏ và màu xanh dương này hòa lại với nhau không ra màu gì cả. Về bên mỹ thuật, người ta báo lại với chúng tôi. Là màu tím. Anh sợ tôi chưa? Ôi, tôi không biết gì, tôi cũng trả lời như đúng rồi. Anh sợ quá tôi chưa? Sợ rồi. Hay quá. Lần đầu tiên trong lịch sử ngu mà còn khoe nha. Ngu mà còn khoe nha. Hay quá. Cái phần mà 100ml nước. Yeah. Là đội bên mình sẽ trả. Không, không có đội, không có đội. Người nào trả lời người đó trả chứ. Dạ thôi. Đội gì? Phải. Cái gì? Phải rồi, phải rồi. Tao có liên quan gì? Tức là vậy nè, hồi nãy á là Lan Ngọc có nói ngỏ ý với chị Lê Khánh là chị ơi, em có một cái quán về đồ ăn và về nước. Quá mà hổng rày nó ế quá. Chị có thể nào ủng hộ? Chị Khánh nói chị mua 100ml để tất cả mọi người. Không có, chị nói chị mua 200ml rồi. 100ml bớt lại. Thì bây giờ là đội mình thua thì thay vì kêu 100ml nữa thì không ai uống. Mình sẽ lấy 100ml đó mình uống luôn. Mình chung với cái cá cược này luôn. Và chị Khánh khỏi phải trả tiền. Đội bên đây lo. Ơi, em biết là em sai rồi. Đội của tôi hồi nãy á, là nói là khi nào ba đứa hợp lại ra kết quả thì tự nhiên màu cam. Tại vì em lộn. Giống như em vô trong quán nước mà em kêu tính tiền để tôi, để tôi. Không có, mà với lại anh cũng nhìn nè. Cái này là ba màu khác nhau, không có đồng đội gì ở đây. Chúng tôi không có đội. Đúng vậy, chúng tôi chơi đúng riêng lẻ. Có những gương mặt đó kìa. Cái này là cơm thêm mà. Những gương mặt đó kìa. Yeah. Ngọc. Nè nè, không có chung màu luôn, hai con bướm hồng. Rồi, mời tất cả đi uống nước. Mời, 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 mời. Đây, 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 đây. Đi uống nước thôi nào. Từ đầu đặt cái tên gì? Bất tài vô dụng. Cái tên đội đó. Luôn thắng. Luôn thắng có nghĩa là luôn bóp 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 thắng á, thắng lại á, chứ không phải là thắng là luôn. Thật sự là ngày hôm nay đến với nhau là một cái duyên. Không, không, không. Không, để em đến nói với đây. Nhau đó là cái nghiệp. Đến với nhau đó là cái nghiệp. Đến với nhau là cái duyên. Thì tình cảm anh em từ đầu tập tới giờ không có thấy sự kết nối một cái nào hết. Thiệt sự là lên như vậy thì khán giả người ta cũng đánh giá anh em mình. Đúng không? Bây giờ cho một lần đội chơi với nhau cái trò này, chạy thẳng qua. Ai trúng lỗ nào trúng. Ai nghiệp nấy lãnh á. Ai nghiệp nấy lãnh á. Trời ơi. Em nói như là tiết luật sắp lãnh nghiệp vậy. Cái đầu đó mà tán ở đây kỳ lắm nha. Chơi không? Chơi. Ba đứa mình chơi. Chơi. Chạy qua đây. Cùng nắm tay vàng hàng ngang. Đúng. Rồi cho mượn cái này ạ. À. Rồi sẵn sàng chưa? Chưa. Ngon ngon ngon. Sai 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 sai. À đâu? Em đây em đây. Nhạc lên. Go. Nó lôi đi đâu? Nó lôi đi đâu vậy? Nó lỡ rồi. Ai vậy anh Luật phải không? Luật phải không? Chạy luôn Luật. Anh em mình chơi luôn. 1, 2, 3. Mà, dạ. Chạy mạnh lên, chạy mạnh lên. Ủa khoan, giọng Ngọc đâu ạ? À? Ngọc vượt quá được rồi. 1, 2, 3. 2, 3. Ủa? Không được, vướng. Lan Ngọc đâu rồi? Ủa? Ủa vậy là giờ chưa ai rồi. Đi chạy qua đi, anh Luật qua luôn rồi. Ủa là anh Luật qua luôn rồi hả? Đúng rồi. 1, 2, 3. Thôi nghỉ đi,
kỹ đi, tự nhiên ngại. Tôi qua rồi. Trời ơi, cái cảm giác là lần đầu tiên em có luôn á. Làm lại cái nữa nha. Chúng ta sẽ có một trò chơi đơn giản như sau. Có hai lượt chơi. Lượt đầu tiên 6 người, lượt tiếp theo cũng 6 người. Bốc thăm để giành vị trí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hãy chọn màu cho đội mình. Màu đỏ. Rồi, đội mình màu đỏ thì đội lại là màu xanh. Ủa? Không có sự lựa chọn. Mỗi bạn sẽ có một bộ tóc giả đội vào, nhúng vào nước màu đỏ. Và chúng ta đứng trước cái tấm bảng mà quy định về con số 1, 2, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ hất lên. Sau một lượt chúng ta sẽ hạ bảng xuống. Ai thuộc đội nào có cái vệt nước cao nhất thẳng. Trời ơi, vậy là tôi thua. Tại sao? Cơ bản tôi đâu bao giờ hất tóc được. Bữa nay anh có tóc giả, giả mà giả. Nhưng mà nó có cái gì để bám phiếu. Nó có cái dây trong mà. Ai chiều cao là lợi thế. Chưa chắc. Ủa nhưng mà được chịu. Được hết á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Đội bên kia chơi trước. Đâu có bốc thăm trung thượng chứ em. Đúng rồi. Làm gì có chuyện chơi trước chơi sao em gái. Trời. Không lẽ số 4 nữa. Số 4 đâu. Số 1 đây. Em à. Số 1 Võ Tuấn Phát xin mời. Màu xanh là màu của đội mình. Chào chị em đi gọi đầu nha. Chào chị em đi gọi đầu nha. Ôi tròn thào bù kết gọi xanh đầu luôn. Mẹ lắm, xanh mấy cảnh này lắm. Trời. Xanh giận cái tay luôn. Chị cẩn thận cái đầu chị. Em yên tâm. Ủa sao vậy? Đây. Trời ghê vậy. Trời ơi. Số 2 là em. Không mà nhìn cái thao đỏ đỏ này ghê nha. Trời ngân chắc qua luôn quá. Ê thấp. Không chưa cao lắm. Méo nha. Chú lên kia có cái cọng, tú trên kia. Trên nữa, trên nữa anh Giang, trên nữa. Tiếp tục. Tranh thủ chứ nó đâu đông đặc rồi đó anh. Đúng rồi anh Luật ơi, đừng có để cho hết nước. Văng vô mặt rồi Ngọc. Đừng có để hết nước. Hết nước rồi. Ô, lại luốc luôn á. Cao lắm, cao lắm. Cao trên luôn kìa. Rồi, tiếp theo. Phát rồi. Kinh nghiệm kìa, quay cái tóc ngược lại kìa. Ủa sao quay tóc ngược lại vậy? Ai cho quay tóc ngược lại? Ủa, được. Xé xé một bên được rồi. Cứ nghĩ là mình khôn hơn người ta không à. Búng lên anh, búng lên. Trời ơi, đụng nóc luôn. Trời ơi, anh Vinh lên nóc. Đụng nóc luôn. Đó. Ngon lành. Chị nhảy lên luôn. Tiếc canh. Nãy em quên nhảy. Trời ơi. Quậy kìa. Vừa uống rồi là em búng liền. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Sao mà bắn được tôi. Cũng cao á. Em cũng cao lắm kìa. Nhưng mà chưa đụng chân. Chưa bằng anh Vinh. Nhanh nha. Ủa cái bảng của em ở đâu vậy? Đây ngay chỗ anh à. Em đem theo cho phép em. Đi đi em dắt đường cho. Rồi đi thắng rồi chị đừng lo. Đâu. Thấp nhất nãy giờ. Dám thấp đâu. Bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra. Đi từ vị trí đầu tiên đến vị trí cuối cùng. Đây là vị trí tấm bảng của Võ Tấn Phát. Cao nhất nằm đây. Rồi. Thúy Ngân, chúng ta thấy là đây là tấm bảng mà nãy chúng tôi đã thử test trước bằng một cái màu khác. Thì những màu khác nó cũ nằm đây. Còn cái màu mới là cái màu hoàn toàn đậm hơn rất là nhiều. Đây. Đây là cái cao nhất của Ngân rồi, nằm đây nè. Đúng rồi, đây là của Tiến Luật. Đúng rồi đó. Tiến Luật hiện tại đang cao nhất. Cái này là của chạm đỉnh luôn. Chương Vinh. Ăn rồi, anh Vinh thắng rồi. Khả năng là Vinh có thể cao hơn mà tại vì cái bảng này không đủ lớn á. Nhiều khi nó dính cho ra đèn chẳng. Lan Ngọc, đây.
và làm cái dạ. Sắp chuẩn. Nè, dạ cái cao của dạ nè. Cái cao của em bên Lan Ngọc á. Đúng rồi, cái cao dạ là nó bị qua bảng của Lan Ngọc rồi, không được tính. Như vậy, Vinh, lượt đầu tiên có bảng màu dính cao nhất thuộc về đội bên mình. Đội bên mình. Đó chỉ là lượt đầu tiên thôi. Bây giờ đã có kinh nghiệm hết rồi. Bây giờ là lượt thứ hai. Võ Tấn Phát xin mời. Rồi. Chơi mà. 1, 2, 3, 2, 3. Ê, thấp hơn rồi. Thấp hơn rồi. Nói tới đây thế nào. Ê, ê, ăn gian, ăn gian. Không, đổ vô đã. Đã chơi dở rồi còn chơi dơ nữa. Không ý là chơi dơ mà dở. Ê, ê, cô chừng tuột tóc thiệt anh ra luôn vậy. Rồi, ok, rồi, lùi lại. What? Rồi, ok, nghe lại xíu nữa đi. Không được rồi. 1, 2, 3, 2, 3. Cao, đẹp. Cao, trên kia lần kìa. Yeah. Hình như có một đầu đỏ nào đây nè. Đó, đúng rồi. Hình như á. Đẹp, một trời mình có hai người trên đỉnh rồi. Hai người lên đỉnh rồi. Ủa, anh Vinh nhiều nước dữ. Ơi em thấy văng qua bên kia luôn kìa. Rồi, hình như có một lúc ở đây nè. Ok, lên đỉnh. À, ở trên kìa, trên bên phải, bên trái, phải, ở trái, cái kế bên cái mặt đó, đúng rồi. Rồi, tiếp theo. Dắt gì? Dắt mỹ luôn. Rồi đi. Dắt đi rồi, xong rồi. Ngoan, đi. Nghe lại. Xúc. Wow. Em ơi, nhớ con kiến chiếu hậu mà cưng. Rồi, xúc. Đúng rồi, rồi. Chơi. Ok. Lên. Bây giờ chúng ta sẽ hạ chút để xem chính xác. Mình bắt đầu. Này của ai? Của em. Tân Quát. Thôi, hơn đợt 1. Dỡ đợt 1. Nhưng nó đẹp hơn anh. Nó phân chia dày mỏng. Thôi mà, giờ dỡ vài ý kiến quá. Trời ơi, em là dẫn ra đằng sau luôn kìa. Hay quá à. Đó là Thiên Ngân. Cái này là của ai? Tôi. Nè, trên đây luôn nè. Trời ơi là trời. Cao hơn Ngân luôn á. Alo, em đây. Trời, cũng ngăn được cái lượt luôn. Này là của ai? Của Lan Ngọc, không có. Lan Ngọc thì tới đây thôi. Đó, của em văng qua bên kia rồi. Không có lưu lại được là không tính chứ giờ sao? Rồi, cái này là của? Của em. Nó nằm nó một riêng một góc trời luôn á. Hai cái vượt tầm với. Bên mình chỉ có một cái vượt tầm với. Còn những cái còn lại vẫn thắng. Làm như vậy luôn. Đúng không? Đúng vậy. Bên kia thắng. Quê. Có nghĩa là gì? Sau hai lượt mỗi đội thắng một lượt. Quê. Giờ làm sao để phân thắng bại đây? Thật là khó quá đi. Bây giờ chia hai đội. Mỗi đội có 30 giây. Đội nào uống hết hai thao này thắng. Đội nào uống hết hai thao này thắng. Em xin thua. Em thua non. Rồi bên đó thua rồi kìa. Cho em cử anh Luật. Bên kia thua khùng quá. Cả bên kia đã thua rồi bắt gì cử. Thương anh Luật quá ha. Đang hề ở trò chơi này. Mình bên kia đã thua non rồi. Thì bây giờ mình tính hề thôi. Đây là trò chơi thứ hai của bảy nụ cười. Trò chơi này cần khéo léo, độ cân bằng và sự nhanh nhẹn. Mỗi lượt chơi sẽ cử ra hai người và chạy ngược chiều kim đồng hồ. Chạy làm sao đánh được đối thủ mình. Nên nhớ không được quay ngược hướng. Hai người trong đội phải luôn luôn nắm tay nhau mọi lúc, mọi nơi. Nắm tay nhau trên đường. Nếu buông tay ra, thua lượt đó. Buông tay ra, loại. Cặp đầu tiên bên đây sẽ là để cho anh với anh Vinh chơi thử cho em coi nha. Dạ. Tiến Luật và Trương Thí Vinh. Bên mình sẽ là Thí Ngân và Lâm Vĩ Dạ. Và vị trí vô là đồng cấp. 3, 2, 1, bắt đầu. Không nhường, không nhường luôn đúng không? Không. Chơi không nhường đúng không? Không. Cố lên. Nắm tay này này. Cái quần kia. Nắm tay này của em sao? Sao kìa? Nhà lên dưới. Làm sao chơi quá. Chỉ cần đập một cái là thắng. Đập một cái là thắng. Hai cô gái kia, hai cô
bạn. Chưa quýnh đâu. Chưa quýnh. Sao? Dừng lại. Lượt đầu tiên Tiến Luật và Trương Thế Bình thắng. Em sợ gì? Em sợ gì? Rồi, lượt thứ hai là ai? Vinh với lại Tú đi. Rồi, mời. 3, 2, 1, vô. Khánh Linh. Lỡ đấy. Em bấm cái đầu xanh này. Em bấm cái đầu xanh này. Rồi, tới rồi. Tới rồi. Con giả chơi gạt trò đồng đội thôi. Lẹ lắm. Rồi, con ngã thôi anh. Ủa gì vậy? Con muốn đưa con. Cô lấy đây. Tóc gì vậy? Anh bị cua sai. Cô đừng đua. Con nhớ con đưa. Anh chơi làm gì đây? Học em quá vậy? Tới rồi. Thở không nổi luôn á. Nhưng mấy ổng trời. Sao mà mấy... Bây giờ là lượt cuối cùng. Dù là mình thua rồi nhưng mà vẫn phải chơi. 3, 2, 1, vô. Nhanh lên. Chạy đi. Nhanh lên gì á? Đừng bóp tay. Ba hai một chạy theo em thôi. Phúc khảo rồi đây. Sao đánh tội em? Anh hát cái gì đánh tội em? Đánh đâu? Bây giờ Tiến Luật dám thách đấu Thiên Ngân không? Vô đây, Thiên Ngân vô đây. 3, 2, 1, go. Vô. Đi ra chỗ ngay. Đâu cái quần ra. Chiến thuật. Anh đừng có xô anh té tội nghiệp anh. Không có thôi. Em đang ngược mà em băng từ bên xa lộ Hà Nội em băng qua đây quýnh tôi vậy? Thì nó là chạy vòng bên này đưa. Nói gì thì nói, đội ba người đàn ông vẫn chiến thắng. Phe tua rồi. Không nổi đâu. Phe tua rồi. Thắng xấu trời. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn chờ đợi game tiếp theo. Xin mời.